Một vòng đấu điên rồ tại Champions League vừa được diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong khi Man United thua sốc trước đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều, Man City lại có được chiến thắng giòn giã 6-3 tại Etihad. Còn Liverpool cũng chỉ chiến thắng ngược dòng trước một Milan có lần đầu trở lại với đấu trường số 1 châu Âu sau nhiều năm. Những kịch bản đó có thể khiến người hâm mộ cảm thấy hấp dẫn, nhưng có lẽ trận hòa đáng tiếc của PSG trước một đội bóng Bỉ có lẽ cũng sẽ làm những người hâm mộ cảm thấy bất ngờ. Về mặt lý thuyết, tam tấu nguyên tử Messi, Neymar cùng Mbappe là hàng tiền đạo mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, với khả năng xuyên phá mọi hàng thủ. Song đối diện với ba siêu sao cùng hợp lực, hàng thủ Club Brugge không hề bị choáng ngợp bởi danh tiếng của đối phương. Lần đầu ra quân trong màu áo PSG ở đấu trường Champions League quen thuộc, đáng buồn cho Messi khi siêu sao này thêm một lần nữa bị người đàn em Mbappe lấn lướt. Mbappe chính là ngôi sao năng nặc đòi ra đi khi siêu sao người Argentina chuyển sang chơi bóng cho đội bóng thành Paris, bởi một rừng không thể có hai hổ. Chưa nói đến còn có cả Neymar ở đấy. Cả Neymar, Messi lẫn Mbappe, những người lính trọng trách xé lưới đối phương của PSG đều không thể ghi bàn ở trận đấu này. Song siêu sao người Pháp lại lấn át hai người đàn anh với màn tỏa sáng rực rỡ trong bàn thắng mở tỷ số. Phút 16, Mbappe có pha tăng tốc bất ngờ bên phía cánh trái khi hàng thủ đối phương chao đảo, trước khi căng ngang hoàn hảo để Ander Herrera đệm bóng chuẩn xác mở tỷ số cho đội bóng đến từ nước Pháp. Song chỉ 11 phút sau, một thoáng mất tập trung bên phía PSG đã tạo điều kiện cho Han Veneken dễ dàng đệm bóng tung lưới sau đường căng ngang vào trong của Edo Sobol. Bóng khẽ chạm vào chân của Kimpembe và thủ môn Kylian Navas đã phải bó tay. Tưởng chừng sau bàn gỡ của đối phương, tam tấu MMN sẽ trình diễn cho cả thế giới thấy sự lợi hại của mình. Song tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội, nhất là sau khi Mbappe phải rời sân đáng tiếc vì chấn thương ở phút 50, nhường vị trí cho Mauro Icardi. Tiền đạo đồng hương Argentina của Messi Mauro Icardi chính là người được đồn đoán là kẻ thù lớn của Messi bởi từng nẫng tay trên cô vợ Wanda Nara từ người anh em thân thiết ngày nào Maxi Lopez. Maxi Lopez lại chơi cực thân với Messi và ở đội tuyển Argentina, có Messi thì không có Mauro Icardi. Buộc phải chơi bên cạnh cựu thù, nhưng siêu sao người Argentina cực kỳ chuyên nghiệp khi có pha kiến tạo cho Mauro Icardi ở phút 83. Song chân sút đồng hương này lại không thể có pha kết thúc hoàn hảo để mang về chiến thắng cho PSG. Trong một ngày nỗ lực kinh người, Messi thậm chí phải nhận thẻ vàng ở phút thứ 72 sau nỗ lực tranh chấp cùng hậu vệ đối phương. Đồng thời có cú đá phạt cực kỳ khó chịu ở phút thứ 77. Rồi đến phút 79 là pha đệm bóng sau đường căng ngang đẹp mắt của Nuno Mendes ngay trước khung thành đối phương. Nhưng tất cả những nỗ lực ấy không được đền đáp trong ngày PSG tạo nên sự thất vọng nặng nề. Trong khi đó, tình huống đáng chú ý nhất liên quan đến bộ ba Messi, Mbappe là Neymar là cơ hội kiến tạo của cầu thủ người Pháp cho Ander Herrera ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 15 cho PSG, trong khi hai người Argentina và Brazil trải qua một đêm thi đấu mờ nhạt hơn kỳ vọng. Huấn luyện viên Pochettino đã bố trí Messi, Mbappe và Neymar trên hàng công PSG, trong khi phía sau là Wijnaldum, Leandro Paredes và Ander Herrera hỗ trợ, nhưng đã phải đối mặt với hàng thủ Club Brugge chơi hết sức kỷ luật, luôn bám sát, gây nhiều khó khăn cho bộ ba ngôi sao này ngay từ đầu trận. Điều này đã khiến Messi, Mbappe và Neymar gần như không có pha phối hợp nào đáng chú ý với nhau. Ngay cả sau khi PSG có bàn thắng mở tỷ số, thì tình huống đáng chú ý nhất là pha chọc khe đẹp mắt của Messi cho Mbappe ở phút thứ 23, những cú dứt điểm của ngôi sao người Pháp bị thủ môn Mignolet cản phá. Thêm vào đó, việc thiếu một Verratti chơi cực kỳ tốt trong vai trò làm bóng cũng khiến bộ ba MNN phần nào gặp khó trong việc luân chuyển bóng từ sân nhà. Trong khi PSG gặp khó khăn trong việc chơi bóng và Mbappe bị buộc phải rời sân do chấn thương mắt cá, Neymar để Messi cô đơn và nhiệm vụ đưa đồng đội thoát khỏi áp lực của đối phương. Điều này khiến ngôi sao Argentina phải lùi sâu tìm bóng. Neymar không còn tạo ra sự khác biệt lớn hay đột phá từ biên mà cổ động viên từng biết. Tính ra từ đầu mùa 2021-2022, Mbappe đã có 4 bàn thắng, dẫn đầu danh sách vua phá lưới và 2 kiến tạo tại giải vô địch quốc gia Pháp. Xa hơn, ngôi sao này có 11 trận chính thức liên tiếp đặt dấu giày lên ít nhất một bàn thắng cho PSG. Ngoài Mbappe, những Achraf Hakimi, Herrera, Marquinhos cũng đang có phong độ cực tốt. Tất cả dĩ nhiên được hiển diện đầy đủ trong bản danh sách xuất phát. Nhưng thực tế, Messi và các đồng đội đã có một ngày làm việc không tốt. Về sau trận đấu, Simon Mignolet cũng tranh thủ gây tổn thương cho các fan PSG khi thừa nhận anh chẳng có mấy việc phải làm ở trận đấu vừa qua. Tôi thực sự không có nhiều việc để làm. Chúng tôi chơi rất tốt về khía cạnh tập thể. Chúng tôi không để cho họ có những cơ hội, đặc biệt là những tình huống tấn công nguy hiểm. Bạn không thể kèm họ một đấu một. Họ có đủ khả năng để đánh bại người theo kèm dễ dàng. Chúng tôi cố gắng phòng ngự tập thể để họ không có khoảng trống nào. Tôi phải tạo ra 2 hay 3 tình huống cứu thua gì đó.
cũng không phải là những pha bóng khó lắm. Thống kê cho thấy, PSG chỉ tung ra vỏn vẹn 9 cú sút ở trận đấu vừa qua, xấp xỉ một nửa của Club Brugge dù cầm bóng vượt trội. Họ có được 4 cú sút trúng đích và ghi được một bàn thắng, đồng nghĩa rằng Mignolet cản phá được 3 quả. Quả thực, công việc của Mignolet có phần nhàn hạ bởi Kylian Navas bên kia trên tuyến phải cản phá 6 quả nhưng cũng nhận một bàn thua. Điều tệ hơn là màn trình diễn của những cầu thủ đắt giá nhất thế giới hoàn toàn tương phản so với Noelang và Jack Cattellare. Hai tiền đạo thi đấu rất sống động ở phần sân còn lại. Họ đem lại 16 pha dứt điểm cho khung thành của Club Brugge, nhiều gấp đôi so với 9 của PSG. Thật đáng buồn. 30 phút cuối trận cũng nói lên nhiều điều. Chúng tôi tôn trọng đối thủ. Ai cũng biết trên lý thuyết, PSG là đội bóng mạnh. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải thể hiện được gì trên sân. Đây là Champions League mà. Chúng tôi đã phải làm khách của một đội bóng rất tốt là Club Brugge. Thêm nữa, chúng tôi không thể thể hiện đúng cách chơi của mình. Dù sao cũng có một điểm, điều cốt lõi là chúng tôi không thua. Kimpembe chia sẻ sau trận hòa trên sân Zambredo. PSG lần đầu tiên sử dụng bộ ba Messi, Neymar, Mbappe, nhưng không thu hái được kết quả như kỳ vọng. Mbappe chơi năng nổ nhưng phải rời sân ở phút thứ 50 vì chấn thương. Messi chỉ tung ra được một cú dứt điểm nối giữa xà ngang và cột dọc. Còn Neymar thì vật vờ cả trận, không một lần uy hiếp được khung thành đối phương. Messi thiếu chút ích kỷ so với kỳ vọng của tôi. Mbappe thì không được hỗ trợ đúng mức. Còn Neymar, với tài năng mà cậu ấy có, cũng đã chơi không tốt. Có quá nhiều thiếu sót về mặt kỹ thuật ở tuyến sau của ba cầu thủ này. Nghĩa là họ không được cung cấp đủ bóng để tỏa sáng. Cựu cầu thủ Pháp và cựu huấn luyện viên Lyon Rudy Garcia nhận xét. PSG cầm bóng 61% nhưng chỉ tung ra 9 cú dứt điểm, ít hơn gần một nửa so với Brugge. Đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng A. Ander Herrera giúp đội bóng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 15 sau đường căng ngang của Mbappe. Nhưng chỉ hơn 10 phút sau, họ để Vernaken gỡ hòa một đều cho Club Brugge. Nếu thủ thành Kylian Navas không xuất sắc, nhiều lần bay người cứu thua cuối hiệp 1, PSG còn có thể trắng tay trận ra quân. Sau trận, Messi tỏ rõ sự không hài lòng và anh cho rằng cả đội cần thêm thời gian để cải thiện. Siêu sao người Argentina nói, đây rõ ràng là kết quả không thể làm hài lòng chúng tôi và người hâm mộ. Bóng đá là như vậy, không phải đội mạnh sẽ thắng. Đôi khi trận đấu chỉ được định đoạt bằng những khoảnh khắc nào đó. Chúng tôi tấn công không tệ, nhưng dứt điểm không tốt lắm, trong khi hàng thủ có một khoảng thiếu tập trung và phải trả giá. Chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thiện mình và tôi cho rằng chúng tôi còn nguyên cơ hội đi tiếp. Chúng tôi cần thời gian để làm việc cùng nhau và hiểu nhau hơn. Rõ ràng như vậy, và tôi cũng đã nói về điều này ở những ngày gần đây rồi. Chúng tôi vẫn đang trong hành trình xây dựng. Chúng tôi có một buổi tối chơi không tốt, nhưng toàn đội cần bình tĩnh, có thời gian nhiều hơn chơi cùng nhau, mọi thứ sẽ tốt dần lên. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên của Tottenham Hotspur sẽ không có nhiều thời gian để làm điều đó. Những tuần tới, PSG liên tục thi đấu với mật độ 3 ngày một trận với những đối thủ mạnh như Lyon, Man City, Marseille hay Leipzig. Và đó cũng là thử thách để bộ ba này có thêm thời gian để chứng minh rằng họ vẫn có thể tỏa sáng.